Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy sau hai ngày lưu lại tại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bây giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa cho con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình: con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha chủ tế Martino và kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta bắt đầu 3 ngày tĩnh tâm. Và thưa anh chị em, chủ đề mà tôi muốn chọn trong 3 ngày hôm nay sẽ là về mục vụ về đời sống gia đình. Hội đồng Giám mục Việt Nam chúng ta kêu gọi chúng ta nhìn lại cái đời sống của gia đình của chúng ta trong cái xã hội hôm nay. Cho nên hôm nay ngày đầu tiên thì tôi sẽ cùng chia sẻ với anh chị em những cái thách đố mà chúng ta sẽ gặp phải, chúng ta đang gặp phải, chúng ta đang đối diện với những cái thách đố ấy trong đời sống gia đình. Ngày mai là điểm nhấn, có nghĩa là những chuẩn bị cho người trẻ bước vào hôn nhân. Đó là cái điểm nhấn của 3 năm về gia đình. Mà năm nay cái điểm nhấn là người trẻ chuẩn bị bước vào hôn nhân. Và ngày cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ vào chính gia đình chúng ta, tình yêu trong đời sống gia đình. Vậy cái chủ đề hôm nay đầu tiên thì cùng thưa với anh chị em, đó là những cái thách đố trong đời sống hôn nhân. Kính thưa anh chị em, như anh chị em đã biết, chưa bao giờ mà xã hội của chúng ta nó văn minh như bây giờ. Văn minh tột bậc và tạo ra rất là nhiều cái thuận lợi cho cuộc sống mà chúng ta đều biết. Ngày xưa ví dụ như gửi một cái lá thư đi Mỹ thì chúng ta cần mất cả tháng mà không biết nó có tới hay không nữa. Bây giờ chúng ta không cần, chỉ cần nhấc điện thoại lên là tới thôi. Và người ta nói chuyện với nhau trực tuyến cũng được. Và anh chị em thấy rất là nhiều cái hiện đại. Từ cái tivi nó to như là cái bàn như thế này, bây giờ nó mỏng dính lại. Rồi đủ thứ ra đường ra, nhưng mà quá cái nhiều thứ lắm. Máy nước nóng, máy nước lạnh, chúng ta thấy rất hiện đại. Phải nói rất hiện đại. Không biết mấy bà, mấy chị đã mua cái máy rửa chén chưa? Để về nó rửa cho khỏi phải rửa nữa là khỏe lắm. Rất là hiện đại, văn minh. Nhưng mà chúng ta thấy bên cạnh cái nền văn minh hiện đại ấy thì đầy dẫy những tội lỗi và những chuyện đau lòng khủng khiếp. Thì anh chị em, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 12 năm 2015 có bài viết. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái bài viết vào ngày 10 tháng 12 năm 2015. Có phải con người ngày càng độc ác hơn? Chúng ta chỉ nói đến xã hội Việt Nam thôi, vì ngay xã hội Việt Nam chúng ta thôi thì không biết bao nhiêu chuyện, những vụ án thương tâm, đâm chém, trộm cướp, giết người, xì ke ma túy, cắt cổ người tình, chặt xác phi tang.
nhiều lắm. Chắc anh chị em còn nhớ cái vụ ở Bình Phước phải không? Và chắc anh chị em còn nhớ cái vụ ở Quảng Ninh mới nhất đây phải không? Bà Hát 61 tuổi bị sát hại, một đứa bé 9 tuổi, một đứa bé 8 tuổi và một đứa bé 3 tuổi. Uông Bí, Quảng Ninh, chắc anh chị em còn nhớ phải không? Nếu mà chúng ta đọc báo thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúng ta chỉ cần mở một tờ báo công an thanh niên tuổi trẻ mà nhan nhản những cái chuyện ấy. Rồi biết bao nhiêu thai nhi bị giết, mà trong đó Việt Nam là một trong những nước phá thai nhiều nhất. Tôi đưa ra một con số thống kê cũ thôi, không phải là mới lắm, cũ thôi, khoảng năm 2015, để anh chị em thấy như thế nào về xã hội Việt Nam nhé. Tôi đang nói về xã hội Việt Nam chúng ta thôi đấy nhé. Chỉ trong 9 ngày Tết đã có 6.200 ca nhập viện do đánh nhau. Mấy ngày Tết thôi mà 6.200 ca nhập viện do đánh nhau. Mỗi ngày trung bình có 5 vụ học sinh đánh nhau trong cả nước. 10 tháng đầu năm, anh chị em nghe con số này anh chị em nó rùng rợn lắm. 10 tháng đầu năm 2015, cả nước chúng ta xảy ra 1.019 vụ giết người. Bé tí à, Việt Nam bé tí à. Trong có vòng 10 tháng thôi mà đã xảy ra 1.019 vụ giết người, 316 vụ trộm kép sắt. Đây là những vụ đã bị bắt, công an bắt, còn những vụ mà không bắt thì thôi, không có nói tới. Hơn 27.180 vụ trộm cắp mà công an bắt được trong 2015. Năm 2015 có 72.450 vụ án khởi tố tại Việt Nam. Hiện nay Việt Nam có khoảng 216.400 con nghiện ma túy mà công an đang giữ hồ sơ. Và mỗi một năm Việt Nam chúng ta có thêm 12.000 con nghiện. Phát triển không anh chị em? Phát triển khủng khiếp. Một năm có thêm 12.000 con nghiện ma túy tại Việt Nam. Một năm. Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về phá thai và đứng hàng năm thế giới về việc phá thai. Có đến 1 triệu thai nhi bị giết mỗi năm. Bé như vậy ấy, mà đứng hàng năm thế giới về việc phá thai, đứng đầu Đông Nam Á về phá thai. Mỗi một năm người ta nói, con thống kê là từ 300 ngàn tới 1 triệu thai nhi bị giết. Mà chúng ta có, người ta cũng không hiểu rằng là chẳng hạn như đâu có giết chúng ta được đâu. Bởi vì đâu có dễ gì giết chúng ta, nó giết chúng ta, ta chạy hay ta chống cự lại. Nhưng mà cái thai nhi ấy, nó bóp chết kinh khủng như vậy đó. Và chúng ta biết rằng nó nặng hơn nhá, nó tội nó nặng hơn, bởi chúng ta đâu có nó chống lại sao mà giết được. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta thấy đó. Rồi bên cạnh đó, cho nên giữa một cái thế giới đầy văn minh tiến bộ đấy, vậy mà nó còn sản sinh ra biết bao nhiêu những cái chuyện đau lòng như vậy. Rồi anh chị em, bên cạnh đó thì chúng ta nói đến cái đời sống gia đình. Chúng ta có thể thấy rất rõ về con số về gia đình. 70% gia đình Việt Nam cơm không lành, canh chẳng ngọt. 70% gia đình. Có nghĩa là cứ 100 gia đình thì có phải 70 gia đình là cãi cọ, là cơm chẳng lành, canh không ngọt rồi. Cứ 13 giây ấy lại có một cái đôi đòi ly hôn. Và chúng ta biết rằng tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam chóng mặt. Trong vòng 5 năm thôi mà Việt Nam tăng 15.000 vụ ly hôn. Mà cái vụ ly hôn đó là đa số lại vị thành niên nó mới chết chứ. Và chúng ta biết rằng Việt Nam có hiện nay có khoảng 60.000 vụ ly hôn một năm. Có khoảng 60.000 vụ một năm ly hôn. Đó là theo cái thống kê của pháp luật của nhà nước ấy. Còn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì cứ một năm thì cứ khoảng 10.000 vụ ly hôn Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. 80% các vụ ly hôn với lý do chán cơm thèm phở. Dĩ nhiên là cả hai phía nha. Biết là phở nó toàn phọc môn, nó toàn hóa chất Trung Quốc mà cứ đớp tầm ầm ấy thì chẳng sao hết đấy.
mà người ta nói tới có 80% cái vụ ly hôn ấy, hỏi sao chán cơm thèm phở, dĩ nhiên là của hai phía chứ không phải của các ông không đâu, hai phía này. Và chúng ta biết rằng tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta hiện nay 50.000 trẻ em rơi vào cái hoàn cảnh là không cha không mẹ, ly dị, không cha không mẹ, 50.000 trẻ em. Theo báo cáo của Tổ chức Phi Chính phủ, năm 2014, Việt Nam cứ 2-3 ngày lại có một người bị giết liên quan đến bạo lực gia đình. Rùng rợn không? Cứ 2-3, theo báo cáo của Tổ chức Phi Chính phủ năm 2014, còn nay 2017 à, cứ 2-3 ngày lại có một người bị giết liên quan đến bạo lực gia đình. Năm 2015 có 31 phụ nữ bị giết và 7 trẻ em bị giết do bạo lực gia đình. Ví dụ mới nhất là cái vụ ở Bắc Giang, ông chồng cắt gân tay gân chân bà vợ. Anh chị em có tưởng tượng? Chúng ta nhìn lại những cái thách đố trong đời sống gia đình phải đối diện để mọi người ý thức rằng tác hại nặng nề của lối sống không có Thiên Chúa, của lối sống vô tín, vô tâm, để chúng ta xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Thưa anh chị em, có rất nhiều cái thách đố trong đời sống gia đình, không có nói hết ở đây được, vì nó rất là nhiều. Xin được chia sẻ với anh chị em một vài cái đối diện mà chúng ta đang đối diện hiện nay. Thứ nhất, môi trường ô nhiễm. Tôi không có ý nói đến môi trường ô nhiễm đây là khói bụi, khói xe, rồi nước xả, nước thải là rừng đã chết và biển thì rừng đã hết và biển thì đang chết. Tôi không có nói ô nhiễm kiểu đó. Mà tôi muốn nói ô nhiễm bầu khí sống, có nghĩa là cuộc sống quanh ta quá nhiều tệ nạn. Quá nhiều tệ nạn. Cờ bạc, rượu chè, ma túy, cá độ, trò chơi game điện tử, karaoke, người ta sử dụng quá mức, người ta sử dụng mà không có làm chủ. Chứ những điều đó không có phải là hoàn toàn xấu, không phải là hoàn toàn xấu, nhưng mà người ta sử dụng nó quá mức. Và cho nên nó là một cái, tôi kể một cái chuyện này thì nó không có hợp với Sài Gòn, nó không có hợp với Sài Gòn, nhưng mà tôi thấy rõ. Cách đây 12 năm tôi đến Bình Phước, một cái tỉnh ở Bình Phước, và đến một cái giáo xứ. Rất ngạc nhiên khi tôi đến cái giáo xứ đấy, anh chị em biết, cả cái giáo xứ không có một quán cà phê, không một có quán karaoke, không một có quán pizza, không có gì hết cả. Muốn đi uống cà phê là phải đi 7-8 cây số đó, ra ngoài huyện mới có. Còn cái xứ đấy, cả cái xứ mà nó không có cái quán karaoke, cái quán cà phê, không có cái gì hết, không có cái sòng bài, pizza, cái gì. 7 giờ tối là chuông nhà thờ chuông lên, là ai nhà nấy đọc kinh rồi xem tivi ở nhà rồi ngủ. Chỉ có mấy thằng thanh niên với mấy đứa cô ra ngoài đường ngồi tán phét với nhau tí thôi, cá không có gì. Sau khi 12 năm tôi trở lại, bạt ngàn quán cà phê, pizza, rồi karaoke đầy hết. Thì anh chị em hiểu là nó sẽ như thế nào liền đấy. Ngày xưa thì nó chỉ có coi tivi ở nhà, chứ bây giờ nó tua hết vào karaoke cả. Và dĩ nhiên là chúng ta đang nói cái chuyện không lành mạnh ấy, chứ không phải là chúng ta nói nó đàng hoàng đâu. Pizza rồi đủ thứ chuyện hết. Và chúng ta thấy rằng nó, đấy là cái điều mà tôi muốn nói là nó ô nhiễm. Còn chúng ta sống giữa thành phố này thì ô nhiễm mọi chuyện đấy. Môi trường sống rất nhiều ô nhiễm đó. Ngày xưa đó, ở trên cái xứ đấy nhá, đi lễ để xe ở ngoài không có mất đâu, để xe ngoài đường ấy. Bây giờ là thôi, đi ra thì không còn cái gì hết à, kín rình hở rinh. Rồi có cái giáo xứ tôi rất là lạ, nó đi lễ nó để dép hết ở ngoài, không có đi mang vào nhà thờ à, nhà thờ rất là sạch sẽ, tất cả để dép hết ngoài. Bây giờ thì mang hết vào. Tôi đến tôi hỏi, ủa sao xưa thấy để dép ngoài giờ mang vào? Bây giờ mà để ngoài nó lấy hết rồi cha ơi. Bây giờ mà đi giày mà để ở ngoài, về tí nó đi dép Lào về đó. Mà chẳng có cần phải xa xôi, tôi đang giúp bà Thị Nghè cái cả. Bà lên bà than thở, cha 30 Tết con mua có 2 chậu hoa con để trước cửa nhà, mới sáng ra thấy nó mất đâu.
mới hai chậu hoa, trời ơi, nó bê hết mọi thứ à, ô nhiễm môi trường. Thứ hai là thay đổi bầu khí sống của gia đình. Ngày xưa đó, gia đình chúng ta được gọi là tổ ấm, các bạn anh chị em, người ta gọi là tổ ấm. Bây giờ không có đâu, không ấm đâu, nóng lắm. Bây giờ là tổ kiến lửa, cắn nhau suốt ngày, chứ sao mà nói gọi là tổ nóng lắm. Và một trong những cái điều mà chúng ta thấy rất này, cãi nhau như cơm bữa, và cãi hình như là không có cãi nhau thì ngủ nó không ngon, phải cãi nhau. Chẳng hạn như vậy, hình như là cái mô đen mới là phải cãi nhau. Ví dụ như vậy, sáng hai ông bà mỗi người đi làm nơi, xong tối về gặp nhau nhìn mặt cãi, để phải cãi thì nó mới không cãi, nó không như không yên ổn. Mà đôi khi có cãi chẳng có cái gì để cãi, cũng cãi. Tôi là ví dụ này, đám cưới của em chồng, gọi là chú, đám cưới của chú, à, em chồng, bà vợ hỏi chồng: anh, đám cưới chú đi nhiêu? Ông chồng này: đi nhiêu đi, muốn đi nhiêu đi, đi triệu đi. Thế là thôi đi triệu. Thế là hai vợ chồng mỗi người 500, hay là đi 1 triệu đi đám cưới cho chú, vui vẻ thôi. Bẵng xong một vài năm, đám cưới con gì, em vợ, đám cưới con gì, bà vợ lại, ông chồng ấy chẳng nhớ gì, bà vợ bảo: anh, đám cưới gì mình đi nhiêu? Bà đi nhiêu bà nhi, bà cứ hỏi tôi, bà đi nhiêu một tí, đi cho nó 500. Bắt đầu cãi đây. Đám cưới em ông đi 1 triệu, đám cưới em tôi mấy năm nay rồi mà giờ giá nó lên giá mà ông còn đi có 500, ông bắt đầu cãi. Trời ơi, nó triền miên, cứ mỗi lần tới nhớ nó ức lắm. Em nó đi 1 triệu, em ta tới sao bắt đầu cho nó dài dài mà cãi. Sao tôi nghĩ nó mệt mỏi thế nhỉ? Cứ như tôi mà như cái cô đấy ấy, tôi đưa 500 cho chồng: anh, 500 này anh đưa cho con gì đi, còn tao tí nữa tao lén tao móc 5 triệu cho em tao, mày làm gì? Xong khỏi cãi. Cãi làm gì nữa, không cứ để vậy cãi chơi à. Và thưa anh chị em, ngày xưa đó anh chị em cứ thấy cái chuyện này, là anh chị em thấy này, trước đây chúng ta gia đình nhá, có gia đình nào cũng có ăn cơm chung với nhau, ăn đọc kinh tối với nhau, đi lễ chung với nhau. Bây giờ mạnh ai nấy biết, cơm ai nấy ăn, chuyện ai nấy làm. Ông bố đi làm công ty từ sáng tới chiều về, tạt vào quán rượu cho tới tối 9 giờ về, ngủ lăn đơ ra luôn. Bà vợ ở nhà làm việc nhà, rảnh rỗi thì qua hàng xóm 8, 08 thì về nhà, ôm cái tivi cô dâu 8 tuổi Hàn Quốc. Rồi tình cảm Hàn Quốc 60 giây suốt. Đứa con thì cứ sáng, học trưa, học tối, về. Chẳng ai biết nữa. Rồi cái nhà nó giống như là, cái nhà nó giống như cái quán trọ ấy. Cơm ai nấy ăn biết rồi, sáng mai lại cứ người đó người biết. Và cho nên như vậy là cái tình cảm gia đình nó lung lay và đạo đức bắt đầu lỏng lẻo. Tiếp theo đó là một cái thách đố đang là rất là trong gia đình mà tôi xin nói. Đó là thay đổi quan niệm sống, nhu cầu hưởng thụ quá lớn. Ngày xưa chúng ta vẫn quan niệm rằng là ăn no mặc ấm, bây giờ không có. Bây giờ phải là ăn ngon mặc đẹp, nhà mặt phố, bố cán bộ. Anh nào mà nghèo quá, chị nào nghèo coi chừng khó lấy chồng lấy vợ lắm. Có một cái anh sinh viên nó gặp, tôi thấy nó cũng lớn lớn tuổi, tôi hỏi sao chưa lấy vợ đi lâu thế. Nó nói: Giêsu, chẳng đứa nào lấy con đâu. Con về quê con đi xe đạp, chẳng đứa nào nó nhìn, nó đứa nào nó cũng thích Accenter, nó thích tay ga. Còn đây mình đi xe đạp, đứa nào thèm cha. Con gái giờ nó nhìn coi có phải anh nào, người ta đi xe nào, đi xe hơi càng tốt. Chứ mà nó nhìn cái thằng thấy nó đi xe đạp thì chắc ế dài, nó còn nói gì nữa. Và như anh chị em có biết không, bây giờ cho nên chính vì vậy cho nên người ta đánh giá trị qua cái vật chất. Xài hàng hiệu, xài hàng sành điệu, xe xịn, đồng hồ xịn, dế xịn, điện thoại xịn. Chứ mình cũng phải cạnh tranh để cho nó bằng chị bằng anh. Nó có iPhone 7, mình phải có iPhone 8, ít nhất là phải iPhone 6, chứ không có thua được nó, kẻo nó khinh mình. Và như vậy chúng ta biết rằng cái dẫn đến cái việc là rất là khinh cái người nghèo, và đến với nhau tính toán và bằng tiền chứ không còn bằng tình như ngày xưa. Và như đó là cái câu khẩu hiệu sống hiện nay mà: có tình, có tiền là có tình, có tiền là có tình, có tiền là có quyền. Lương tâm không bằng lương tháng là vậy đấy.
hay là người ta tính với nhau bằng tiền. Thưa anh chị em, tiếp đến là một cái chủ nghĩa cá nhân quá đề cao người con người của mình, đề cao cái tôi. Mình chỉ nghĩ đến cái lợi ích chứ không có nghĩ đến người khác. Lợi ích thì mình mới làm, không có hy sinh cho ai hết. Rồi chúng ta biết một số chính phủ lại chủ trương là sinh sản, hạn chế sinh sản, triệt sản, hợp thức hóa phá thai đồng tính. Cho nên mà không có tạo ra công ăn việc làm cho người dân, cho nên là nhiều cái gia đình phải đối diện với thất nghiệp, tham nhũng, đói nghèo. Và như vậy các gia đình sa sút. Nhưng mà tất cả những điều đấy chưa có nặng nề bằng điều này. Thưa anh chị em, triều kích tâm linh Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với chúng ta điều này: thời hiện đại lây nhiễm nặng nề bởi văn minh sự chết, tạo nên những thách đố vô cùng lớn lao đối với đời sống hôn nhân gia đình. Thứ nhất, người ta tôn thờ vật chất, chối bỏ Thiên Chúa. Chối bỏ Thiên Chúa là khởi đầu, là khởi đầu của mọi thảm họa nói chung và của gia đình. Không có Chúa đó thì tội gì mà nó trả phạm, ly dị là chuyện nhỏ. Không có Chúa thì đánh nhau với các thứ là chuyện nhỏ, ly dị là chuyện nhỏ. Nhưng mà có Chúa người ta không có làm vậy đâu. Ai mà có một lương tâm công giáo là người ta không có làm vậy đâu. Nhưng mà cái người ta không có Chúa hay là hở hững. Khi con người quá mải miết chạy theo vật chất thì không còn chỗ cho Chúa nữa. Chúa nói rồi, một là làm chủ người, hay là không, một là yêu chủ này mà ghét chủ nọ. Bây giờ anh chị em vừa rồi, anh chị em nghe ở Việt, ở chúng ta đây này, có gọi là cái gì? Giờ vàng, ngày vàng. Anh chị em biết chuyện đấy không? Ở gần đây này, nó có cái quán cà phê mà nó có gọi là giờ vàng. Ví dụ mình uống cà phê cái lúc khác ấy là 30 ngàn, ví dụ vậy 30 ngàn, uống ly cà phê là 30 ngàn, nhưng mà ai uống vào giờ vàng á, là có 15 ngàn thôi, 10 ngàn thôi là giờ vàng. Cái giờ vàng là cái giờ mà nó ế nhất ấy. Ví dụ như là buổi sáng sức mấy mà có giờ vàng, buổi tối làm gì có giờ vàng. Giờ vàng là cái giờ chẳng hạn như 1 giờ trưa chẳng ma nào uống ấy, 1 giờ trưa tới 4 giờ chiều gọi là giờ vàng. Đứa nào uống vào giờ đấy thì 15 ngàn. Thế thôi, ta có ít tiền thì ta được vào giờ vàng ta uống đấy, còn cái gì kia để cho mấy đứa khác. Đấy, giờ vàng. Thưa anh chị em, người ta gạt Chúa ra rất là khéo, rất là khéo. Ở Thủ Đức nó có cái quán game, cái quán, biết cái quán game không? Quán game á, cái quán internet à. Đấy, nó có giờ vàng. Tôi hỏi các em thiếu nhi, con chơi game mấy giờ tiếng? Thế cha, 7 ngàn. Chơi giờ vàng 2 ngàn, 3 ngàn tiếng. Nó chơi bình thường là 7 ngàn, nhưng mà chơi vào cái giờ vàng có 2 ngàn thôi. Tôi hỏi anh chị em nhé, 7 ngàn thì con nít có khi không có đâu, 2 ngàn đứa nào cũng có hết á. 7 ngàn nó còn phải ăn sáng ăn tối ấy, chứ còn ăn 7 ngàn nó còn ăn sáng tối chứ 2 ngàn nữa. Xin mẹ mà 7 ngàn là hơi khó, mà xin 2 ngàn cho ngay. Có đứa nào thèm xin 2 ngàn đâu, mà 2 ngàn là cho ngay. Mà luôn luôn là giờ vàng. Giờ vàng là giờ nào? Chơi game 4 giờ chiều cho tới 7 giờ tối là giờ vàng. Đứa nào chơi vào lúc 4 giờ chiều, 16 giờ cho tới 19 giờ là giờ vàng. Tất cả học sinh đi học về, vừa tan trường chạy hết vào giờ vàng, chả lễ lạy gì nữa. Nó vào giờ vàng mấy tiếng lên, rồi nó ngồi đấy, đấy là xong. Thế là bỏ lễ thôi. Ngày vàng. Có một cái anh thanh niên đến gọi tôi đi cà phê. Ơ, được, đi. Không có được đâu, hôm nay là mời thôi, bữa khác. Hỏi sao vậy? Hôm nay Chủ nhật, ngày vàng, lương hôm nay gấp 3 ngày hôm qua, ngày mai. Trời, ngày Chủ nhật thì lương gấp 3, con đi làm chỗ này mà ngày Chủ nhật là lương gấp 3. Vậy mày có đi lễ không? Và thưa cha, hôm nào mệt quá, bỏ. Thế là người ta cứ đi lo tìm tiền, người ta bỏ. Thế anh chị em thấy nguy hiểm vô cùng. Và như vậy là người ta chạy theo vật chất, bỏ đức tin, sống sao lãng đức tin. Và từ đó mất đức tin, mất Chúa là đời sống. Một lối sống đạo rất thụ động, rất thụ động. Ở Sài Gòn chúng ta thì không có đạo gốc, bởi vì không có gốc cây mà ngồi. Ở miền quê thì nó có gốc cây, người ta gọi là đạo gốc. Cái là nó ra ngồi gốc cây không à. Đi lễ cứ ngồi gốc cây, người ta gọi đạo gốc.
Nhưng mà Đại Sài Gòn chúng ta có đạo gì biết không? Sài Gòn là đạo nặng nề nhất, là đạo hồi. Hồi đi hồi không, thích đi không thích thôi à. Đó. Đa số là đạo hồi. Hồi là thích đi, thích thị đi không thích thôi. Đạo hồi. Với có cái đạo mới này, đạo ôm. Lạy Chúa, tôi nó ly hai đứa nó chở nhau, nó tới cuối nhà thờ cái nó ngồi ôm nhau trên xe đấy. Chúc anh chị em ra về bằng an, rồ ga đi luôn. Thế xong hai đứa nó chở xong và tới đây thì nó đâu có cần phải gửi xe, nó mất công quá đi thôi. Cho nên là ngồi ở cuối nhà thờ đó, ngồi trên ôm LS đó, dự lễ. Chúc anh chị em ra về bằng an, rồ ga xong đấy. Đạo ôm. Sài Gòn thì có hai cái đạo nặng nề là đạo ôm với đạo hồi. Rất thờ ơ với đời sống đạo. Lạy Chúa, tôi đi vào nhà thờ xong rồi nhiều khi xin lỗi anh chị em, tôi nói như vậy không có nghĩ là xỉa xói gì đâu nhá, rồi chia sẻ với anh chị em thôi chứ không có ý đâu, không có ý gì hết. Tìm cái góc nào đó để ngồi. Ngồi suốt một thánh lễ mà không hở miệng nói một lời nào, không có mở miệng mà nói một lời nào hết cả. Cứ ngồi im thin thít ấy. Nói như mấy người Bắc ấy là ngồi nó im như thóc ngâm ấy, chả nói gì cả. Ở trên này, đó là lời Chúa. Mọi người tạ ơn Chúa. Nó cứ im thôi. Đứa nào tạ, tạ thôi, chả tạ gì hết cả. Lạy Chúa. Rồi trên này cha đọc, đó là lời Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, ngợi khen Chúa. Người ta lẽ ra người ta, miệng người ta, lòng người ta phải ngợi khen Chúa. Nó cứ im tin tít. Đứa nào muốn ngợi thì ngợi, ta chả ngợi, ta giống như trầm cảm ấy. Giê-xu tới hết rồi ta về. Cha nói năng gì. Sao không hiểu là đến nhà thờ mà để... Vậy thì đến nhà thờ để ca tụng ngợi khen Chúa chỗ nào không biết, là cứ ngồi im thin thít vậy. Rồi không có dám tuyên xưng lòng tin. Nhiều người ra đi ăn, ra đường, ra quán ăn không dám làm dấu. Đức cha Khảm kể chuyện rằng trong một cái lớp học, ông thầy giáo hỏi, lớp mình có mấy em có đạo? Ba đứa giơ tay. Mà trong cái lớp đấy có 10 đứa có đạo, mà có 3 đứa giơ tay à. Đấy. Vậy mà đi ra đường nhiều khi ăn thì không biết là sợ cái gì đấy mà không biết. Tôi kể chuyện này nha, xin lỗi anh chị em đừng có động lòng. Một lần tôi đến, tôi đi làm lễ ở Trung Mỹ Tây. À xin lỗi, tôi làm lễ Hạnh Thông Tây tôi về. Và tôi ghé vào cái quán bún gần đây tôi ăn. Và nó đông lắm, cái quán bún gần đây nó đông lắm. Mà tôi vào ăn vào ở đây bảo đảm là không ai biết tôi là linh mục. Thế tôi vào với một cậu giúp lễ. Đối diện với nó, cái quán nó đông quá đi, nó chật quá. Thế thì trước cái quán nó còn có một cái bàn duy nhất, bên kia là có ba bố con ngồi ăn. Ông bố với đứa con lớn lớn với đứa bé, ba bố con đang ngồi ăn. Ông bố thì đút cho con ăn. Tôi với vào, tôi với cậu giúp lễ vào, hai tô bún. Thì trước khi ăn mình làm dấu. Tự nhiên cái đứa bé nó ngồi đối diện nó hỏi, bố, hồi nãy bố có làm dấu không? Trời ơi, lúc đấy tôi muốn lủi đi chỗ khác, dễ sợ luôn mà không còn chỗ nào để lủi, tội nghiệp cái ông bố, quá sức tội nghiệp. Có đứa bé đang ăn, bố nãy bố có làm dấu không? Làm rồi. Làm đâu mà làm, đấy có đâu có thấy bố làm, đâu có chú này chú làm, có bố thấy bố làm đâu. Tội nghiệp cái ông bố, quá sức lại chúa. Không có làm đâu. Chưa đến nói đến cái rao giảng lòng tin, nó không dám tuyên xưng lòng tin của mình. Thiếu sót, à, rất là thiếu sót. À, rồi nhất lất là không có thể hiện đức tin, không có sống đức tin, không có sống đức tin. Trong nhà thờ thì khác, mà ngoài nhà thờ thì khác. Ở trong nhà thờ, thứ ba thì ngắm sư chịu đội mạo gai, ta hãy xin cho được chịu sỉ nhục bằng lòng. Ra cuối nhà thờ, con nào nói xấu tao, muốn chết không? Nói xấu rồi. Ở trong nhà thờ mới xin sỉ nhục, ra kia, con nào muốn chết không? Xin cho được sỉ nhục bằng lòng. Chồng nó mới nói có một câu, ông. Đáng lẽ là xin sỉ nhục ấy, mà về mà chồng nó chửi ấy, lạy Chúa con cảm ơn Chúa, sao mà nó linh quá, con mới xin nhà thờ xin sỉ nhục, về ông chồng cũng làm cho con một mẻ luôn. Tạ ơn Chúa, muốn sỉ lẻ thoải mái. Thế mới đúng chứ. Lại xin sỉ nhục mà không chịu được ai nói mình một câu thì đó đâu có phải. Như cái này nó còn hay hơn này. Bà đi viếng bà ta như ta, xin cho được lòng yêu người. Bà ơi cho con giúp đỡ con đi chỗ khác đi, ta thấy mặt mày quen quá, xin hoài, đi chỗ khác đi, người khác. Ta xin cho được lòng yêu người,
bà ấy, bà có tiền lẻ, bà cho con 2.000, tao toàn tiền chẵn không à, tao đâu bao giờ có tiền lẻ. Thế thì vậy thì không biết là đức bác ái ở chỗ nào, xin cho được lòng yêu người cái chỗ nào. Cho nên là nhiều khi chúng ta chả có sống đạo, cho nên là tới khi rồi giống như là toàn sống trên ngọn không à, mà không có sống gốc. Cho nên là đấy là một cái mà nó rất là thiếu sót. Thưa anh chị em, đành rằng chúng ta rất vất vả tìm kiếm cơm áo gạo tiền, nhưng nếu chúng ta không có Chúa, chúng ta mất hết. Đành rằng chúng ta cơm áo gạo tiền, nhưng chúng ta không quan tâm đến đời sống gia đình của chúng ta, coi chừng chúng ta mất cả chì lẫn chài. Thật như vậy. Tôi lấy một làm bằng chứng. Một cái bà chị tâm sự với tôi: con chán lắm cha ơi, con buồn lắm. Hỏi sao buồn? Nhà bà không thiếu một thứ gì. Nhà lầu 2-3 tầng thế này, tivi, màn hình, có thứ đầy hết. Thưa cha, con chán lắm luôn đó cha. Con nói thật lòng đó cha. Thằng chồng con nó đi cả tháng nó chưa về. Tuần nào nó cũng về, nó ném cho con một cục tiền, nó đi luôn. Không biết nó ở với con nào ấy. Con chán lắm, con không cần. Con muốn nó quan tâm với con ấy, chứ con không cần là nó cứ ném cục tiền xong nó đi mất. Chả bao giờ thấy mặt. Lâu lâu nó về, cái nó uống, nó nhậu nhẹt, cái này nó đi, cái đi tiếp. Cho nên đó là cái điều mà những cái thách đố. Lời Chúa nói với chúng ta là: xin anh em hãy sống theo thần khí, hãy sống theo lời của Chúa. Đó là những cái thách đố mà hôm nay chúng ta nói với nhau. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cái chuẩn bị cho cái đời sống hôn nhân. Xin cảm ơn anh chị em.